rất là nhân văn. Và em nó trên mạng cũng chưa bao giờ xúc phạm ai cả, và cũng chưa bao giờ làm những cái việc gì mà để cộng đồng mạng phải nói cả. Thì hôm nay thì anh nói là con người em nó, anh cảm nhận được con người em rất là văn minh, rất lịch sự. Còn đương nhiên ra xã hội thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề đó, vì nó là cộng đồng mạng, nó sẽ có hai chiều, một chiều không ưa và một chiều ưa. Thì có thể nhiều người người ta không ưa em đó, thì người ta nói là những cái điều không tốt. Thì những người mà người ta ưa em đó thì người ta sẽ nói những cái điều tốt. Còn ở đây thì anh chỉ nói rằng là anh thấy em làm rất là nhiều việc văn minh và cũng chia sẻ với những nhiều người khó khăn, thì cái việc đó rất là tốt. Và trong cái xã hội này ấy, cũng không phải ai cũng có nhiều người để làm được những việc đó đâu. Thì anh cũng mong là sao là em cố gắng duy trì để phát triển những cái điều tốt ở xã hội này em nhé. Cảm ơn tất cả anh em Nghệ An nhé. Và thì mình cũng nói là anh em Nghệ An mình ở nhiều lắm, và khi mình khai trương của cái cửa hàng của mình ấy thì cũng có nhiều hoa của từ những người anh của mình ở Nghệ An, và từ những cái hội nhóm của Nghệ An cũng có những cái hoa chúc mừng đến. Mà thì từ trước bây giờ mình chưa bao giờ mình nói một tỉnh thành nào không tốt cả. Nhưng mà có thể là Nghệ An, có thể tỉnh thành khác nhé, mình chưa ở nhiều và mình chưa cảm nhận nhiều, nhưng mà Nghệ An thì mình cảm nhận rồi. Mình đã từng gắn bó với anh em ở Nghệ An rồi, thì mình hiểu là con người Nghệ An cũng, người ta cũng không một hai người như âm luôn em lên mạng chơi thôi, chứ còn người ta cũng không lên mạng đâu. Nghệ An người ta cũng ít lên mạng đâu. Và người ta làm thật, chứ không phải là người ta phông bạt đâu. Thì nếu như một có va ấy, nếu như ở tỉnh thành khác của anh em mà muốn va với Nghệ An ấy, thì cần phải lên xem xét lại nhé. Vì Nghệ An nhá, cũng là một cái tỉnh thành đấy, người ta đoàn kết thật sự đấy. Và không phải riêng ở Việt Nam đâu, mà ở tất cả các nước châu Âu nhá,